xin chào tất cả mọi người Neo có điều này muốn chia sẻ với mọi người ha Trước mắt các bạn đây là làn da của Neo khi vừa mới bị kích ứng với Niacinamide được 2 ngày Và đây là làn da sau 2 tuần nó bùng phát dữ dội mọi người Và đây là làn da của Neo khi đã hết kích ứng sau 2 tháng và nó vẫn còn rất là nhiều thâm Và đây là làn da của hiện tại thì Neo làm video ngày hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm mà Neo đã sử dụng và Neo cảm thấy rất là hài lòng, đó chính là sản phẩm Daily Power Defense của nhà Zenobachi ha. Ok. Thì đối với cái sản phẩm này á thì Neo sẽ nói sơ một chút xíu về cái khả năng cũng như là cái um, cái tác dụng của nó là chính. Thì trước khi mà Neo nói tóm tắt sơ lược thì mời các bạn xem video này nhé. Okay. So, what we did, we created a program that increased skin strength. This will make you, even if you don't put sunscreen, let's say, on your skin, mm -hmm. just put this on your face, your skin become resistant to the sun. Right. See? That's a novelty, strength in skin. If you are prone to get spots on your face. This will stabilize the cells, so the cells become resistant to hormone and the sun, so you don't get spots on your face. But it's face. not a vitamin C derivative. No, yes. it is okay. a combination: antioxidants, more than thirty antioxidants, a DNA repair, mm -hmm. and when you load that into your skin, skin now has a weapon. Anytime the sun hits you, strong winds hit you, cold weather hits you, your skin resists the negative effect of that. Ok, mọi người vừa xem video của uh, bác sĩ Genevieve khi nói về cái sản phẩm Daily Power Defense này, khi mà ông nói về cái khả năng có thể tái tạo cũng như là sửa chữa hàng rào ở vệ da của chúng ta rất là tốt luôn, phục hồi da của rất là tốt luôn. Thì Neo sẽ tạm thời uh, dịch cái nội dung mà Bác sĩ chia sẻ với cái cô MC đó ha, một chút xíu khi mình nói về sản phẩm Daily Power Defense này, thì đối với cái sản phẩm này á thì um, nó có khả năng là làm gia tăng cái sức mạnh của làn da của chúng ta ha, làm da của chúng ta khỏe hơn, đồng thời nó sẽ giúp cho da của chúng ta chống lại những cái tia nắng, uh, điều kiện thời tiết và từ đó sẽ làm giảm cái hình thành cái đốm nâu cũng như là tàn nhang trên da của bạn, bởi vì bạn biết rằng là trong sản phẩm này có chứa khoảng 30 mươi À, các chất chống oxy hóa cũng như là vitamin e cũng như các hoạt chất rất là tốt cho da rất là tốt luôn và trong đây nó còn có khả năng là sẽ giúp cho da của chúng ta bác sĩ có nói một cái câu mà mình nó khá là tâm đắc đó là chính là cái câu mà bác sĩ nói là khi bạn bôi cái này bạn không cần phải bôi kem chống nắng nữa ha thì uh, cái cơ chế hoạt động của nó là sẽ giúp cho làn da của chúng ta trở nên là kháng cự lại chống lại cái ánh sáng mặt trời từ đó thì sẽ làm giảm đốm nâu trên làn da của chúng ta từ bởi vì việc là cái việc mà cái sản phẩm này khi mà thoa lên da nó sẽ làm ổn định hóa cái, cái tế bào của chúng ta từ đó tế bào nó sẽ chống lại cái uh, các biến đổi của hoóc môn trong cơ thể cũng như là mặt trời và từ đó là làm hạn chế các vết nám tàn nhang đồi mồi xuất hiện trên làn da của chúng ta đó là lý do tại sao mà cái sản phẩm này có thể nói là phục hồi cực kỳ đỉnh luôn nếu bạn nào dùng uh, Daily Power Defense cũng như là trong à, bộ sản phẩm Genobi trị thì bạn sẽ thấy rằng cái này được gọi là cái nhân tố rất là quan trọng trong các sản phẩm phục hồi ha. Thì à, trong đây nó còn có khả năng là tái cấu trúc của DNA của làn da của chúng ta nữa bởi vì bạn biết rằng là cái làn da của neo á quay lại là làn da của neo chút xíu ha, cái thời gian mình neo bị kích ứng như vậy thì cái khoảng thời gian sau khi mà hết kích ứng rồi đó là để lại rất là nhiều vết thâm đỏ. Bạn biết là thâm đen á thì dễ chữa hơn và bạn có thể dùng kem chống nắng hoặc bạn có thể dùng vitamin C thì nó mời thăm có khoảng 1 tháng 2 tháng nhưng mà đối với thâm đỏ thì không các bạn. Có người ở à, những làn da có thể mất từ 6 tháng 1 năm hoặc có thể hơn. Cũng may mắn là da của Neo á thì nó giảm à, thâm đỏ và nó biến mất khá là nhanh à, 6 tháng thôi. Bởi vì Neo sử dụng cái sản phẩm này khi mà da Neo khỏe rồi Neo sử dụng sản phẩm này liên tục trong vòng 6 tháng luôn. Thì đầu tiên á Neo sử dụng à, cái sản phẩm này trước với da asai là 15 ml. À, uh, nó có ba uh, nó có tất cộng là 4 size nha mọi người, 15 ml nè, 30 ml 50 ml và 75 ml 75 ml là cái chai cái chai size 3 đó dùng trong các spa làm đẹp thì neo không có mua cái chai đó thì uh, đối với cái chai 15 ml này á thì neo xài cái chai đầu tiên nó thấy khá là hiệu quả. Và neo đã xài thêm hai chai 15 ml nữa. Sau đó neo xài uh, tiếp một chai 30 ml và neo tiếp tục xài thêm ờ uh, ba chai uh, 50ml hiện tại đây là cái chai thứ ba của Neo đang sử dụng ha mọi người bởi vì Neo cảm thấy rằng nó có hiệu quả đối với làn da đặc biệt là phục hồi làn da của Neo cực kỳ tốt luôn những cái ngày mà Neo bị kích ứng hoặc là Neo bị rác hoặc khô da thì bôi cái sản phẩm này lên rất là êm luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, nhìn sơ qua cái uh, Bao bì dùng chút xíu ha. Thì đây là bao bì của nó thì khá là đơn giản mọi người. À, mặc dù là Nô biết rằng là các sản phẩm cao cấp 2N á. Thì uh, họ chú trọng về chất lượng. Nhưng mà đối với riêng nhà Zenobagi á. Uh, bác sĩ rất là chú ý với cái bao bì. Bạn nhìn thấy là thiết kế rất là đẹp luôn. Tất cả các sản phẩm của nhà Zio đều rất là sang luôn mọi người. Và cái dạng kiểu như hai n cao cấp á. Đây ha mọi người ha. Uh, thiết kế là dạng ngựa nhựa cứng. Và khó mà có thể là bị oxy hóa cũng như là cái khả năng bảo quản chất của nó trong đây rất là tốt luôn thì cái tay neo neo đang cầm trên tay là cái sản phẩm size 50 ml thì bây giờ chúng ta cùng test sự cái texture của cái sản phẩm này luôn thì cái sản phẩm này á có kết cấu là dạng lotion nha mọi người khi mọi người thoa lên da nó sẽ hơi ẩm một chút xíu và nó sẽ làm mát làn da của chúng ta thì cái sản phẩm này trong đây nó sẽ có chứa những hạt màu xanh xanh nữa tùy theo cái đợt mà mọi người bơm ra nó sẽ có hay không lúc này nếu ô bơm đây cái hạt xanh xanh kiểu như thế này ha mọi người mọi người có thể thấy ha thì khi mọi người tán ra da tán ra ra mặt á thì nó thẩm thấu rất là nhanh luôn và nó sẽ giúp cho làm mềm da rất là ok nha mọi người và đặc biệt là mọi người sẽ thấy rằng là khi mà mọi người bị kích ứng hoặc là mọi người bị uh, kiểu như bị khô da thì cái sản phẩm này nó giúp phục hồi rất là tốt luôn chỉ cần bôi cái sản phẩm này sáng hôm sau mọi người sẽ thấy rằng là da chúng ta cực kỳ cực kỳ là uh, ổn định và hầu như là những cái vết thâm đỏ nó giảm đi rất là nhiều luôn mọi người và có thể nói rằng là cái daily power defense này hiện tại đang bán rất rất là chạy luôn trong tất cả các dòng treatment á khi mà sử dụng retinol của Zio á Neo có làm một cái video ha thì mọi người có thể xem cái video đó Neo sẽ để uh, ở khu vực này, à, ok. Nếu đã review cái GIO uh, Retinol 0.5 rồi, bởi vì khi mà các bạn sử dụng Retinol của á bạn phải kết hợp với uh, Daily Power Defense, bởi vì bạn vừa đấm, bạn vừa xoa so, đúng không? Một cái bạn tấn công và bạn cái bật phục hồi, thì lúc đó thì da của các bạn mới uh, có thể nói là khỏe và bình thường được. À, nếu bạn tấn công không mà bạn không có uh, phục hồi cho nó, thì da của bạn sẽ yếu dần đi. Nên là cái Daily Power Defense này có thể nói rằng đang rất rất là hot luôn, rất là hot luôn và một điều chia sẻ nữa rằng là à, cái sản phẩm này không hề rẻ nha mọi người không hề rẻ đối với cái size như thế này thì tầm dao động hàng sách tay có thể là khoảng 2 triệu ba à, hàng công ty thì có thể là hơn à, có thể là tầm hàng 3 triệu trở lên và đối với cái size như thế này và nếu như mọi người tin tưởng á thì mọi người có thể chọn những cái nơi uy tín để cái mọi người có thể mua cái hàng sách tay để cho giá nó mềm một chút xíu ha. À, chứ không nhất thiết là muốn mua hàng công ty hàng công ty với hàng sách tay nó chỉ khác nhau cái chỗ là có tem con tem thôi và có nhãn phụ thôi ha đó là sự khác biệt còn đối với heo neo biết và neo à, tìm hiểu thì đối tới thời điểm hiện tại bây giờ thì zio vẫn chưa có hàng giả hoặc chưa có hàng nhái nên mọi người yên tâm về cái vụ đó ha ok rồi à, neo làm cái video này thì hy vọng là mọi người có một cái nhìn à, sơ lược cũng như là biết được cái sản phẩm Daily Power Defense này nó cực kỳ tốt cho là những làn da mà kích ứng những dàn da hư tổn, da phục hồi thì hiện tại thì Neo đang dùng cũng như kết hợp song song à, Neo cũng mua cho mẹ của Neo, Neo dùng thì à, mẹ của Neo dùng đã sử dụng một à, một chai 30ml rồi bây giờ mẹ da của à, mẹ của Neo đang sử dụng vào chai thứ hai thì à, da mẹ của Neo hiện tại là da lão hóa mọi người nên là mẹ của Neo bây giờ là đã 60 64 tuổi rồi và khi mà giữ dùng một chai Neo có thể thấy là da của mẹ cải thiện hơn và khỏe hơn bởi vì biết rằng là da của mẹ Neo khá là mỏng và khi mà xài mình quan sát mình cảm thấy là da nó căng bóng lên và nó nó khỏe lên từ từ thôi mọi người ha Ok bây giờ thì Neo đang chuyển xe cho mẹ dùng cái retinol wrinkle của nhà Zio để coi như thế nào Ok rồi, Neo vừa mới chia sẻ xong cái sản phẩm Daily Power Defense có thể nói là một cái sản phẩm đình đó, đình đám và rất là tốt mà mọi người nếu có điều kiện thì nên đầu tư ha. Mọi người có điều kiện nên đầu tư rất rất đáng đồng tiền để mọi người chăm chút cho làn da của các bạn về những cái khả năng cũng như là cái hiệu quả mang lại của sản phẩm. Thứ nhất là tái tạo cấu trúc DNA làn da của các bạn, làn da của bạn khỏe hơn, chống lão hóa, làm trắng thì không có nha, làm trắng không có nha Nhưng mọi người để ý là à, khi mà bạn dùng treatment quá nhiều hoặc là da bạn lão hóa Thì nghĩ ngay đến Daily Power Defense là một cái lựa chọn tốt nhất Mà tới thời điểm bây giờ Neo cảm thấy là Neo chưa bao giờ hối hận khi mà chuyển sang cái sản phẩm này dùng Và Neo sẽ sử dụng một thời gian dài nữa đối với cái sản phẩm Daily Power Defense này nữa, nữa Ok, video hôm nay cũng khá là dài rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì mọi người hãy nhấn nút like uh, ủng hộ kênh của Neo hoặc nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của Neo review các sản phẩm của nhà Geo ha còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye.